Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chờ bệnh Phạm Đức. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn bài của tổ 3. Bạn Linh quay lên giúp cô ở trên cái chỗ màn chiếu một chút. Cô nhận xét luôn này. Cái thứ nhất là cái về cái bạn thuyết trình hôm nay thì nói là hơi nhỏ. Cái thứ hai là mấy câu đầu tiên là bạn còn chưa đọc câu hỏi. Đúng rồi. Cái thứ hai là cái chỗ này là phông chữ đang bị lỗi. Thì em để Free Time là nó bị lỗi thì chuyển sang Time New Roman là được. Rồi. Đấy, tức là có một số chỗ thì vẫn còn đang một số chỗ thì còn bị lỗi chính tả này. Đấy, ví dụ như là cái chỗ cái dòng ở cái câu hỏi số 9 này, nếu như là bạn Linh có thể tức là cho nó to ra được không? Cho to chữ ra. Cái chữ như này là hơi nhỏ, nhìn xa là các bạn không nhìn rõ, tất nhiên là có đọc rồi nhưng mà nhìn rất là khó nhìn. Một cái nữa là nếu mà chúng ta thấy là câu trả lời câu hỏi gì để ra câu trả lời là chỉ có hay không thì chúng ta thấy là nó hơi dễ quá, đúng không? Hơi dễ quá. Thì buổi sau có thể chúng ta thiết kế cái câu hỏi là nhiều đáp án đi, hoặc là thiết kế cái câu hỏi mà nó có thêm cái phần có thêm câu trả lời, như chẳng hạn như là cái hình này chẳng hạn. À, ở đây thì cái chỗ câu trả lời thì cô lại không thấy có cái hình hiện lên, mà chỉ có ở cái câu hỏi là có cái hình thôi. Thì nếu như ở cái phần trả lời mà chúng ta cũng có được cái hình nữa thì các bạn sẽ trực quan hơn, nhìn nó rõ hơn. Rồi, xin cảm ơn và hy vọng rằng buổi sau thì tổ 3 chúng ta sẽ có cái sản phẩm rung chuông vàng nó sẽ ok hơn và phần thuyết trình cũng sẽ hay hơn hôm nay. Cảm ơn các bạn.